Mến chào quý vị khán giả, tôi là Thanh Thanh. Quý vị đang theo dõi thông tin thời sự tại tin tức Sky News, kênh cập nhật tin tức 24 giờ. Kinh hoàng container vượt ẩu phanh cháy lốp trên quốc lộ. Bất chấp đường cấm vượt và gần đến góc cua khúc tầm nhìn, tài xế xe container vẫn cố tình nhấn ga vượt ẩu, suýt gây tai nạn chết người trên quốc lộ. Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm khi tài xế lái container vượt ẩu, suýt đối đầu với một chiếc container khác đi ngược hướng, khiến nhiều người hết sức bức xúc. Vụ việc được xác định xảy ra vào hơn 17 giờ chiều tối ngày 15 tháng 9 năm 2021 trên quốc lộ 18 đoạn qua địa bàn thôn Hà Giàng, xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Theo hình ảnh được camera hành trình gắn trên container phía sau ghi lại được, thời điểm nói trên xe này đang lưu thông trên quốc lộ 18 khi vừa qua khu vực cầu Hà Giàng, từ phía sau xuất hiện một container màu trắng mang biển kiểm soát 34C02867 đang nhấn ga vượt lên, bất chấp đường có vạch kẻ liền màu vàng cấm vượt. Đáng nói, sau khi vượt qua xe gắn camera hành trình, xe container nói trên liên tục tăng tốc với ý định vượt tiếp một xe tải khác và cha phía trước sắp vào một khúc cua khúc tầm nhìn. Pha vượt xe liều lĩnh này sẽ khiến tài xế container phải trả giá đắt, bởi khi đang cố vượt xe tải ở chiều ngược lại, bất ngờ xuất hiện một container khác cũng đang vào cua. Trước tình huống bất ngờ, tài xế container màu trắng hốt hoảng đạp phanh gấp khiến các lốp xe bốc khói. May mắn cả hai xe cuối cùng cũng giảm tốc độ kịp và tránh được tình huống đối đầu chết người trước sự bàng hoàng của những người chứng kiến. Đoạn video ghi lại vụ việc sau đó được đăng tải trên một số diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người với hàng chục ngàn lượt xem và hàng ngàn bình luận.